nông dân nghe này, nông dân nha, đã có hổm nói rồi, nói nông dân im đi, tại sao mà còn lên môi móc chuyện của con Hà ha. Nông dân thấy không, thấy Linh không, con Linh nó lên nó nói rồi đó, hỏi nông dân chứ hả, nông dân lớn tuổi rồi, con Linh nó đáng con hả, mà để cho nó nói chi những câu như vậy vậy hả, con Linh nó đâu có muốn nói vậy đâu, mà tại vì nông dân hả, tại sao, tại vì sao, tôi hỏi vì sao mà nông dân như thế nào mà để cho con Linh nó nói. Đã con Linh nó cảnh cáo trước rồi hen, đã nó biểu đừng có đăng clip mẹ nó lên nữa này kia rồi, tự nhiên đi đăng cái clip lên nói này nữa kia gia đình của người ta hả, tại vì sao vậy nông dân hả, nông dân làm gì để làm gì, tôi nói nông dân nghe đó hả, con Linh nó đáng tuổi cháu mình mà để cho nó nói những lời như vậy thì nông dân nghĩ sao, nói tôi nghe coi hả. Nó kêu đáng lý hay nó kêu là chú đàng hoàng nha, nó kêu đàng hoàng á chứ không phải nó không kêu đâu nha đó, nó kêu rất là trật tự, nhưng mà nó vẫn kêu là nông dân thất học, dù cho nông dân có thay tên đổi họ đi nữa nha. Nó gửi lên an ninh mạng rồi đó, nông dân nghe kỹ chưa ha, nó gửi lên an ninh mạng là cái gì mà ở Cần Thơ gì mà BC05 gì đó nha, rồi gửi luôn cái an ninh mạng ngoài bộ nữa nha nông dân, bởi tôi nói nông dân rồi ha, nông dân làm chi những việc như vậy vậy hả, tại sao làm những việc như vậy vậy nông dân, nông dân nói tôi nghe coi hả, con Linh nó cảnh cáo hồi cái clip thỏm rồi mà tại sao bữa hôm trước cũng vậy, nó kêu gỡ clip không chịu gỡ, còn lên chửi người bí ẩn, chửi này chửi kia người ta hả, nông dân làm vậy để làm gì, tự nhiên đối đầu với người ta hoài vậy, tôi hỏi nông dân làm vậy có lợi ích gì, nói tôi nghe coi hả, nông dân làm gì mà theo phe phía bà Năm giữ trời giữ đất vậy mà lên đối đầu với Linh hả, mà tôi hỏi nông dân tại sao mà đối đầu với Linh, nói tôi nghe coi. Nông dân lớn rồi, mình phải nhìn kỹ đàng hoàng những lời nói của mình nói ra nghe. Mình là cô, là chú, là bác của con Linh, đáng cha con Linh luôn nghe. Còn nông dân lớn tuổi không tính mà, phải không, đáng cha Linh luôn, mà tại sao nông dân thốt ra những lời mà để cho con Linh nó nói hả, nông dân thấy nhục chưa, nhục chưa nông dân hả, nhục chưa lên hả, cứ đem mẹ người ta ra chửi hoài kỳ cục vậy, mẹ người ta chết rồi mà đem ra để mà bấu xé mà nói này nói kia nói nọ chi vậy, làm vậy chi vậy nông dân hả, làm vậy trời ơi, nó gửi lời tới nông dân đó hen, nó gửi lời tới đó hen, câm miệng đi đừng có nói nữa nghe nông dân nghe, đừng nên nói những gì mà xía vô cái chuyện của mẹ của ông Linh nữa nghe. Nông dân có nhìn thấy Linh nó buồn không nông dân hả, tôi tả cặp mắt nó nông dân có nghe không hả, cặp mắt nhỏ buồn rời rời luôn, buồn kêu bằng buồn, buồn cái ánh mắt của nó là buồn thật sự, là mẹ người ta đã mất rồi hả, nông dân quái lỗ tai ra nghe nè, nghe rõ chưa, mẹ người ta mất đi cái tình mẫu tử rồi, mày có biết không mày hả, mày nông dân hả, người ta mất đi cái tình mẫu tử thiêng liêng rồi mày biết không hả, nói được hoài mày lên nói chi vậy mày hả, nông dân nói tao nghe coi, người ta mất đi tình mẫu tử người ta buồn biết bao nhiêu, nói buồn rồi cặp mắt người ta mày nhìn thấy con Linh không hả, mày còn thua con Linh nữa hả, mẹ người ta chết người ta đang buồn hả, gia đình người ta đang có chuyện đau thương trong gia đình người ta mà tự nhiên đi lên hả, cứ nói hoài nói mãi để làm gì vậy nông dân hả, mày nói chi vậy, ai mượn mày nói vậy hả, ai mượn nói làm gì vậy, có lợi lộc gì không mày nói tao nghe coi hả, có lợi nhiều dữ lắm phải không tiền mà Năm phải chi ra quá trời chi luôn hả, làm gì vậy mà thương mà Năm dữ ta hả nông dân hả, mày có vấn đề gì với bà Năm không mà thương mà Năm dữ vậy hả, mày lo cho bà Năm dữ vậy, từ ly từ tí luôn hả, tới mà bà Năm mà bả nói chuyện với Hồng Đức mày không cho nói nữa hả, mày nói biểu đừng nói nữa, Hồng Đức cứ khai thác bà Năm có cái gì mà để khai thác thì nông dân, mày nói tao nghe cho nông dân hả, mày nói tao nghe coi bà Năm có cái gì mà để cho Hồng Đức cứ khai thác, mày nói tao nghe coi. Trời ơi, tức nhiều cái hả, đã người ta ông Linh nó nói rồi, nó biểu chú đừng có nói nữa ha, nó kêu bằng chú đàng hoàng mà tại sao không nghe những cái lời nó kêu, nó tôn trọng mình, nó kêu mình bằng chú đàng hoàng mà hả, sao không nghe mà để bây giờ nó kêu, nó lên nó kêu là nông dân thất học, trời ơi xấu hổ không hả, cha mẹ mình đẻ ra nuôi mình lớn lên, bây giờ để cho
một đứa nhỏ 18 tuổi nó nói vậy coi xấu hổ không nông dân hả? Rất là xấu hổ luôn á, không phải chuyện đơn giản đâu nghe nông dân hả? Trời ơi, nhục nhã biết chưa, nói lấy cái quần mà đội lên đầu đi đi nông dân ơi, đừng có đội cái nón kết nữa nha nha, lấy cái quần đội lên đi đi, trời ơi nhục dữ lắm rồi, để cho con Linh nói những lời nói như vậy nhục dữ lắm rồi hả? Nhục quá trời nhục rồi, cái chuyện của người ta mà làm cái xía vô gia đình người ta mà cứ kêu mẹ người ta ra nói hoài nó quỷ vậy nông dân hả? Nó để làm gì vậy, nó để làm gì? Cái chuyện gia đình của người ta đã, người ta đau thương, người ta mất mát cái tình mẫu tử của người ta là thiêng liêng biết chừng nào không, mà tự nhiên là đi lên mà nói gì, những lời mà không đáng nói, không đáng nói luôn, mà cứ nói hoài nói quỷ, nói mãi nói hoài không nghe đó. Bữa nay á, dám chờ đi hen, bữa hổm mày thách thức nó bao nhiêu, mày thách thức nó 2 ngày 3 ngày 4 ngày, nếu mà tới 10 ngày mà không có gì là mày đổi lại là nông dân đúng rồi ha. Bữa nay con Linh nó nói đó, cho mày đổi, đổi nông dân đúng rồi, mày đổi cái tựa cái gì đi nữa là mày đổi thể xác thân hình của mày, mày có đổi đi nữa hả, là người ta nhìn mày người ta cũng biết, mà an ninh mạng á người ta đã ghi vô hết rồi, người ta ghi vô hết rồi, người ta biết hết rồi ha. Đó, an ninh mạng tất cả những gì người ta ghi âm của mày là hết, những cái lời nói của mày người ta nói là mày đã là có tội về an ninh mạng rồi đó nghe. Tao nói cho mày biết nha nông dân, tại sao làm những việc như vậy mà làm hoài vậy nông dân hả? Đã con Linh nó cho hai rồi thì thôi, mình là lớn rồi, mình đừng để cho con Linh nó đáng con mình mà nó nói nữa, thôi mình cứ hạ kênh xuống đi, mình đừng nói nữa, đừng bao giờ mình nói nữa. Mày thấy Phạm Nam không, có ai lên chửi nó nữa không hả? Nó không nói lấy gì ai chửi mà sao mày cứ lên mày nói hoài vậy hả? Đã nhỏ đợi nhỏ biểu vậy rồi không nghe mà còn lên thách thức, rồi còn lên chửi cái chị mà bí ẩn hả? Tại vì sao vậy nông dân? Mày nói tao nghe coi nông dân, mày vì lý do gì mà mày chửi cái người bí ẩn hả? Đó, mày chửi người ta, con Linh nó sao nóng ruột mày biết không? Mày biết cái người bí ẩn đó là bà hai của người ta, mày hiểu chưa hả? Là mẹ người ta, mẹ con Linh là phải kêu cái bà hai đó bằng bác hai, mày hiểu chưa nông dân hả? Mà mày không hiểu gì hết trơn hết rồi vậy, mày không hiểu gì hết vậy. Trời ơi, lớn rồi, trời lớn rồi mà sao không có chút suy nghĩ, trời đầu óc mày không hiểu là đầu óc mày đầu óc gì á nông dân, nói tao nghe coi, bả đậu đóng không hả? Không có chút xíu não nào nằm đẳng là sao mà kỳ vậy, không nghe những lời nói của người ta kỳ cục vậy hả? Tao nói cho mày nghe nè, Vũ nó nói á, nó hỏi mày á, mày trả lời cho Vũ biết đi hả? Theo con Hà, nó là em ruột của mày, mày nghĩ như thế nào? Thằng Vũ nó hỏi mày vậy là mày trả lời câu hỏi đó, trả lời câu hỏi đó cho thằng Vũ biết và cộng đồng mạng biết nha. Thằng Vũ nó hỏi đó, mày trả lời cho thằng Vũ nó biết đi và cộng đồng mạng biết đi. Nếu như con Hà nó là em ruột của mày ha, mà nó không té dưới sông mà nó nằm đó 12 ngày cào cấu nó mới lên, rồi mày nghĩ như thế nào mày nói tao nghe coi nông dân, mày nghĩ thế nào mày nói tao nghe coi đó. Thằng Vũ nó hỏi đó, mày trả lời câu hỏi đó đi, mày trả lời đi. Còn cái chuyện nữa, thằng Vũ nó nói á, nói với mày á hen, nó cấm mày luôn, từ rày trở lên mày không được đem cái hình của em Hà hay bất cứ cái gì mà của gia đình của nó đem lên trên cộng đồng mạng chiếu ra nữa. Thằng Vũ nó cấm mày luôn á, mày ra rõ chưa? Mày ngoái lỗ tai mày ra mày nghe cho rõ nha nha. Còn những sự việc của thằng Tấn làm, mày mở con mắt to mày ra mày coi con Tấn nó làm đúng hay không, mà mày theo mình định bợ nó hả mày hả? Mình định bợ nó, mình định bợ thế nào mà định bợ nó hoài vậy hả? Mày ỷ mày, con Tiểu Tứ, con Tiểu Tam là em của mày, con Tiểu Tứ là em của mày phải không? Còn mày đi mày định bợ nó mà để làm gì nông dân? Mày ráng mày chấm mắt mày lên mày coi hen nha, an ninh mạng vào cuộc rồi mày từ chết tới bị thương nha nông dân nha, chứ mày đừng có nịnh bợ, mày đừng có nịnh bợ nữa nha. Thằng chủ nó nói đó, mày làm cái gì mà mày nói trong gia đình nó hoài vậy hả? Mày tiếp tay cho thằng Tấn hả? Đó, thằng Vũ nó hỏi mày một câu hỏi của em Hà, xong bây giờ nó hỏi mày một câu hỏi này nữa, là mày tiếp tay cho thằng Tấn phải không? Phải không? Mày tiếp tay cho thằng Tấn đặng làm những việc ác phải không nông dân hả? Những cái việc không đúng mà sao mà lên mà nói hoài vậy? Gia đình của nó tuy là nghèo,
tuy là nghèo hơn gia đình của thằng Tính, nhưng mà người ta tiền bạc người ta đã trả rồi, mà tại sao mày dám nói là chưa trả hả? Mà mày lên mày biêu điếu người ta trên cộng đồng mạng, tại sao vậy nông dân? Vì sao mày nói tao nghe tao nông dân hả? Mày vì thằng Tuấn mà mày biêu điếu người ta hả? Người ta có làm gì mày không? Vũ nó có ăn hết của gia đình mày chưa hả? Nó có ăn hết của gia đình mày chưa? Tao nghĩ là ba má mày mà biết được việc này chắc ba má mày buồn lắm nha. Tại vì mày để cho người ta chửi mày quá trời chửi luôn, người ta chửi cộng đồng mạng này chửi mày không biết bao nhiêu mà nói, mày lên mà làm những việc không đúng, những việc sai trái với lương tâm của mày nha. Tại sao cái việc mày làm đúng ở kho cám đó em, tao coi cái clip đó rõ ràng ở kho cám đó em, là mày với thằng Dắt Trúng nói là thằng Tuấn có tội 90% em, là bữa đó có cái xe bà Năm nữa, cái xe du lịch của bà Năm ở trong nữa em, là mày cũng biết, mày nói là thằng Tuấn có tội 90%, mà tại sao từ lúc mà mày lên xà lan rồi là mày về mày thay đổi 100 độ à hả? Mày quay xe giữ xe nông dân hả? Rồi bây giờ cái nhỏ em mày quen của thằng Tuấn thì bắt đầu mày lên mày binh Tuấn càng nhiều nữa. Thằng Vũ á, nó có ăn hết của gia đình mày chưa? Tuy là nó nghèo nhưng nó có ăn hết của mày chưa? Mày nói tao nghe coi hả? Nó nghèo nhưng mà nó nói là gia đình dòng họ nó không có nghèo nha, gia đình dòng họ thằng Vũ á không có nghèo, cho nên người ta mới đi tới cùng, người ta đi tìm công lý cho em người ta. Từ ngày mà em người ta bắt đầu là lên rồi là đám ma xong rồi á, đám ma em Hà xong rồi đó, là trong bao nhiêu ngày đó thằng Vũ nó đi luôn tới bây giờ là nó chưa lên một cái clip nào để nó nói hết nha. Người ta chỉ là lui cui người ta đi tìm cái công lý cho em người ta thôi, tại vì nó nói là nó là một người nông dân, một người làm đồng, một người làm ruộng, thành ra nó không có lời ăn tiếng nói đó. Nhưng mà dòng họ người ta hen, điển hình như là chị Bí Ẩn là bác hai của người ta đó, là dòng họ của người ta bỏ tiền ra, người ta trả cái tiền đó cho cái thằng mà Tiến hen gia cào, xong rồi mà mày dám lên mày bêu xấu người ta, mày nói là hả không trả tiền hả, chạy mất dép không trả tiền hả? Tại vì sao vậy nông dân hả? Tao hỏi mày đó, mày lên mày điêu điếu người ta để làm cái gì? Mày định thằng Tuấn thì mày định cũng vừa phải thôi ha, đâu có ai không cho mày định thằng Tuấn, mày định thằng Tuấn mày theo thằng Tuấn kệ mày, nhưng mà mày đừng đụng tới gia đình em Hà. Tại vì sao mà mày nói tới gia đình em Hà hoài vậy hả? Tao nói mày nghe nè, tại vì gia đình bên em Hà người ta không nhận tiền của cộng đồng mạng, chứ tao nói mày nếu mà cộng đồng mạng quá thương em Hà luôn, một người một chút, một người một chút là mày biết bao nhiêu không, nếu mà gia đình em Hà chịu nhận. Nhưng mà người ta không cần, dù cho người ta không tiền nhưng dòng họ người ta có tiền, người ta bỏ ra người ta lo tất cả cho thằng Vũ từ A tới Z, ăn uống vé máy bay đi ha, người ta về trong đây rồi có việc là người ta phải trở ra ngoài Hà Nội ha ha, chứ không phải như mày mà mày nói là sao không đi từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh hả, rồi lên cấp trung ương rồi ra ra Hà Nội gì, mày nói gì đủ thứ hết, khỏi cần mày nói thằng Vũ nó cũng biết đường đi nữa. Tại vì người ta còn chị Bí Ẩn em, người ta còn bà con dòng họ người ta, tuy là thằng Vũ nó làm ruộng em, nó không hiểu gì vấn đề lực, nhưng gia đình người ta em, gia đình người ta còn dòng họ người ta biết lực, người ta sẽ chỉ hướng dẫn cho thằng Vũ đi. Mà tao nói mày nghe là nông dân em, mày hôm rồi mày nói như vậy, nhưng mà nhờ nhờ thằng Vũ nó đi từ Hà Nội, nó đi ra từ ngoài Hà Nội á, cho nên bây giờ cái vụ việc này mới là lật lại để mà xử cái vụ án này, mày hiểu không nông dân? Tao nói vậy cho mày nghe đó nha. Thằng Vũ nó nói rồi, nó cấm mày từ đài trở lên, nó cấm mày luôn, là mày không được quyền đăng cái gia đình của nó lên cộng đồng mạng nữa. Mày nghe rõ chưa thằng nông dân? Mày ngoái luôn tay chó mày ra mày nghe nghe mày nghe mày mày là một cái thằng gì tao không hiểu ha, cái não mày có vấn đề rồi ha. Mày đi theo mày binh Tấn, mày binh cỡ nào hả? Mày ăn của nó bao nhiêu tiền rồi, bây giờ tới nhỏ em mày nhào vô hốt hả? Tao nói mày cho mày biết xem, em mày nhào vô đi nữa còn hơn con Hà nữa, con Hà nó còn cào cấu nổi lên nha, còn em mày mất luôn. Tao nói vậy cho mày biết đó, mày đừng tưởng ăn bao nhiêu chuyến hàng đó đủ được hả mày hả nông dân? Tao nói mày nghe nè, cái lúc đưa cái đoạn phim lên
cái đoạn phim mà A Trinh nó đưa lên ở nhà của bà Năm, tại nhà bà Năm đó, cái đoạn phim Mặn Hà nó quay lại đó, nghe tao nói cho mày nghe, thằng Tấn nó làm giấy cam kết với là cô tám của con Hà và gia đình của con Hà và có bà Năm chứng kiến, nghe cậu bảy chứng kiến nha, má thằng Tấn chứng kiến, là mẫu hậu Tấn á chứng kiến luôn ha, làm một tờ cam kết là nếu đi chiếm chiếm hàng đó về mà không ai động chữa tay động chân tới ai hết, mà em Hà có gì nó hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhiêu cái xà lan đó là nó sẽ đưa cho em Hà hết. Mà mày thấy thằng Tuấn nó nói nó có giữ lời không? Nhưng cái giấy cam kết đó vẫn còn, mày nên nhớ vậy nha Nam Chân, cái giấy cam kết đó vẫn còn hen. Bây giờ có thể là người ta đưa cái giấy cam kết đó ra cho công an chính quyền người ta coi được không nông dân, được không? Mà nói tao nghe coi hả, đưa cái giấy đó ra, chính thằng Tuấn nó ký tên và nó nói nếu em Hà có chuyện gì xảy ra với em Hà, Trà Lan nó giao toàn bộ cho em Hà. Mà mày thấy nó có giao cho em Hà chưa? Từ hồi em Hà chết tới bây giờ thằng Tuấn chưa bao giờ cho con Linh được với thằng Sơn được đồng nào, mày biết chưa mày hả? Tao nói cho mày nghe đó, thằng nông dân thất học hả. Tại vì sao thằng Vũ nó hỏi gì sao mà mày cứ vô gia đình nó mà người ta không có ghẹo chọc gì mày, người ta không ăn hết của mày, mà tại vì sao mà mày vô gia đình nó mà mày cứ nói về gia đình nó, mày bêu riếu gia đình nó hoài vậy? Tuy người ta không tiền, người ta không tiền thật, nhưng bà con dòng họ người ta có tiền, người ta trả tất cả chi phí này kia người ta trả hết, mày hiểu chưa? Cái thằng nông dân bắt học mày nghe rõ không mày? Cái lỗ tai mày để đâu vậy mày hả? Mày lên mày bêu riếu người ta, mày bêu riếu cái chị bí ẩn, mày chuẩn bị tinh thần đi nghe, tao nói mày nghe nè, mày chuẩn bị tinh thần đi hả? Mày cũng không có vừa gì đâu, ít ra mày cũng vài cuốn lịch đó, tao nói cho mày biết nha. Tại vì an ninh mạng nó vào cuộc rồi, mày sẽ biết nha, những gì của mày, lời nói của mày, an ninh mạng người ta lấy, người ta làm cái gì đó hết rồi nha. Tao không biết làm gì, nhưng mà tao làm cái gì đó là có cái lời ăn tiếng nói của mày ở trong á nha. Tao nói cho mày biết gì đó, cái việc tốt mày không làm, mày đi làm những việc xấu xa chi vậy nông dân hả? Tao nói này, hỏi mày đó nông dân, mày làm những việc xấu xa chi vậy hả mày? Những cái gì xấu xa vậy mà mày đi làm? Trời ơi, mày đem ra, tao hỏi mày nè, mày đi kiếm em Hà, mày đi theo ông Tấn á, bà Mười thúi 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 mặn mấy tin xà lan mà thúi từ cái bãi cắm vàng thúi về, rồi mày đi kiếm em Hà trong đám lục bình có không mày hả? Mày mày có mở mắt to mày ra mày coi không, em Hà nó phục lên ngay đâu hả? Cào cấu em Hà nó nổi lên ngay chỗ nào, mày có đuôi không nông dân thất học? Mày đuôi chưa mày? Cào cấu em Hà nó nổi ngay mũi xà lan, ở trước xà lan, cách xà lan không bao nhiêu mét hết, mày hiểu chưa? Tại vì sao em Hà nằm đó vậy hả? Một cái hị một cái hả, thằng Tấn nó nói á, cái hị một cái làm với ai kéo em Hà xuống dưới, không biết bà hỉ không cậu gì kéo xuống dưới á hả? Mày biết hả mày? Mà mày cứ lên mày nói gia đình người ta hoài vậy mày, gia đình người ta đã đau khổ đó, tan nát hết rồi mày thấy chưa hả? Mẹ con người ta đã chia cắt rồi, cái tình mẫu tử rồi, mày biết không mày hả? Mày đúng là đồ nông dân thất học, bởi Linh nó kêu mày là thằng nông dân thất học phải lắm, chứ không có chú bác gì nữa hết á ha. Nó nể mày, mày không để cho nó nể ha. Nó đâu có ghét bỏ gì mày đâu, mà nó lên nó nói rồi. Nhưng Phạm Nam đó, bây giờ nó đã hạ kênh, nó đã không nói nữa, lấy gì người ta nói tới Phạm Nam? Bữa nay tao cũng không dám nói tới Phạm Nam nữa, tại vì nó không lên nói nữa thì làm sao tao nói hả? Mà tại sao mày cứ lên mày nói hoài vậy mày hả? Mày cứ lên mày nói gia đình người ta hoài vậy, tại vì sao? Mày nói tao nghe coi, thằng nông dân thất học, mày ăn gan hùm ha, mày mới dám lên mày làm những việc này ha. Con Linh nó nói rồi đó, mày nghe rõ chưa ha? Mày nghe rõ chưa? Thằng Vũ nó hỏi mày mấy câu á, mày có trả lời được chứ thằng Vũ chưa mày hả? Mày làm cái gì? Thằng Vũ nó làm gì mày hả? Gia đình Vũ em Hà nó làm gì mày mà tới mức độ mà mày mày đi theo ông Tính thì mày theo kệ mày đi, để mày đi. Mà tại sao mày bấu xé cái gia đình của người ta hoài vậy mày, thằng nông dân đất học? Mày đổi tên gì? Mày là được sắc học chứ đúng rồi gì hả? Mày đổi cái tên đúng rồi ha, mày đổi cái thân xác của mày đi nữa ha. Tao nói nghe, người ta cũng tìm ra mày nữa nghe, nông dân đất học nha, chứ không phải là người ta không tìm ra mày đâu nha mày. Mày khỏi cần đổi tên đổi họ đổi gì hết trơn, cái tội á người ta cũng tìm ra mày nữa.
tao nói tới mày là một cái thằng mất dạy luôn ha, mày là thằng mất dạy luôn á. Cái gia đình của người ta mà mày cứ bấu xé cái gia đình của người ta để làm cái gì nông dân hả? Mày nói tao nghe coi, mày ăn của tính bao nhiêu tiền vậy hả? Mày ăn tính bao nhiêu tiền mà cứ bấu xé gia đình bên em hà hoài vậy? Người ta có mắc mớ ông với cha vậy mày chưa? Tao hỏi mày á, gia đình em hà người ta cắt hết của mày chưa? Mày có làm gì mày chưa hả? Mày định tính thì mày định đi hả, mày cứ làm gì mày bôi móc bên chuyện của em hà hoài vậy hả? Còn mày biết cái người bí ẩn người ta là ai chưa mà mày nói người ta hả? Mày chuẩn bị tinh thần mày đi, tao nói mày chuẩn bị tinh thần mày nghe nghe. Mày đi chung với thằng Tấn, mày đi chung với bà Năm bà Mười hết luôn nhé. Chứ mày đừng có tưởng mày vậy là mày hay lắm hả nông dân? Mày tưởng mày vậy là mày hay lắm á hả? Mày nói tao nghe coi, mày là một cái thằng mà kêu bằng bây giờ không biết giống như thế nào nữa thiệt. Người ta lên người ta nói chuyện, người ta nói chuyện nghe rất là hay luôn á. Còn mày lên mày nói sao mà ai cũng chửi mày hết vậy? Mày cứ để người ta chửi mày không vậy? Con Linh nó đánh con mày mà, sao mày không để cho nó nể nang mày hả? Mày để cho nó nói những lời như vậy mày nhục mạ chưa? Nhục nhã quá rồi còn gì nữa hả? Bây giờ chắc mày đâu về nhà mày hả nông dân? Mày ăn rồi mày lết 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 cái đất của mày ở nhà mà năm đó hả? Xong rồi tới mày lết mày ở với xà lan Tấn hả? Mày cứ 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 lên xà lan Tấn ở nhà bà Năm vậy thôi á, chứ mày không làm công chuyện gì khác hết hả? Mày đâu cần, mày làm YouTube mày đâu cần lấy tiền, mày lấy tiền Tấn ăn là đủ rồi phải không? Bởi vì thành ra mày nịnh bợ quá trời, nịnh bợ luôn hả? Mày nịnh gì mà mày nịnh ngó thấy luôn hả? Nịnh gì mình bị bợ Tấn lên vậy? Bợ nó lên để làm gì mày? Bộ Tấn nó là người tốt sao mày bợ nó lên? Bộ Tấn nó là người tốt mày bợ nó lên, tao không nói nữa. Mày thấy nó đối xử với vợ nó không? Mày nghe Vũ kể không? Thằng Vũ kể là từ hồi mà cưới em Hà về tới bây giờ toàn là thằng Vũ đi can thiệp về cái chuyện của thằng Tấn với con Hà. Là thằng Tấn nó quánh con Hà cái kho nào nó cũng quánh, kho cám cũng quánh, kho gạo cũng quánh, kho phân cũng cái quánh, quánh người ta quánh lên bờ xuống ruộng, quánh đất với lục bình. Mày nghe rõ chưa mày? Con vợ nó cầm trầu cau đi cưới mà còn quánh vậy, huống hồ chi em mày. Mày em mày có ăn ăn nhầm gì hả? Mới ra mày tưởng vậy là ngon lắm hả nông dân? Đừng có eo quý với thằng Tấn, mày tưởng vậy là ngon lắm hả? Đồ Tấn nó mạnh lắm hả? Thằng Tấn nó mạnh lắm hả? Nó mạnh hơn cộng đồng mạng này hả? Tao nói mày nghe nè, cộng đồng mạng này vẫn lên tiếng mãi mãi hoài hoài chừng nào cái vụ việc này ra ánh sáng thôi. Chưa ra ánh sáng cộng đồng mạng này người ta vẫn nói, vẫn lên tiếng, không ai mà không lên tiếng hết. Tại vì người ta thấy tất cả, người ta nhìn tất cả, chỉ có mình mày, mày đuôi mày điếc, mày mới không thấy không nghe nghe. Con mắt mày đuôi rồi lấy gì mày thấy em Hà nó phịch lên hả? Em Hà nó phịch lên mà nó nằm úp xuống mà tóc tai người ta không còn hả? Theo như Hà nó là em mày, thằng Vũ nó hỏi vậy đó, tao hỏi mày luôn nè, con Hà nó là em mày, mày nghĩ sao? Con Linh bây giờ là con của Hà đó, rồi nó lên nó buồn nó nói vậy mày nghĩ sao? Mày có làm gì Tấn không? Mày nói tao nghe coi hả? Hay là mày đi theo mày bên Tấn, mày nói em mày chọc thì Tấn nó muốn làm gì nó làm hả? Chắc có lẽ là mày mày coi có tiền nhiều quá, chắc mày cũng dám nói câu nói đó luôn à nông dân. Mày là một cái thằng mà tao không thể nào tả được luôn hả? Mày là cái thằng gì mà cái thằng gì mà nịnh bợ nịnh gì mà hai mặt luôn hả? Mới bằng đầu đi vô kho cám mày với dắt chúng nói gì hả? Mày thấy dắt chúng không? Bây giờ nó lên chùa nó cạo đầu nó đi tu rồi mày thấy không? Còn Phạm Nam bây giờ không nói nữa mà sao có mình mày lên mà đối đầu với gia đình em Hà mày hả? Thì bây giờ cái con tiểu tứ em mày nó ở với thằng Tấn thì nó ở đi, có ai nói gì đâu mày hả? Mày nông dân bất học, mày thấy có ai nói gì chưa mà mày lên mày cứ ghẹo chọc gia đình tao hoài vậy? Đã con người ta là khổ lắm rồi, mày để yên ổn cho gia đình người ta, cho con người ta đi ăn học mày biết không?
mà mày lên mày làm cái gì mà mày cứ nói tới gia đình người ta hoài quỷ luôn hả? Bữa nay thằng Vũ nó lên tiếng là dữ lắm rồi, thằng Vũ mới lên tiếng, mày hiểu chưa? Còn cái chị Bí Ẩn á, lên tiếng là chị cũng bức xúc lắm, chị mới lên tiếng gì mày nghe, chứ không người ta không có lên YouTube, mày mày nghe rõ chưa mày? Người ta không có lên YouTube hen, người ta không phải, người ta đâu phải dân thường như tao mà người ta lên YouTube để mà người ta nói, để mà người ta bình luận về mày. Mày nghe bọn mày biết hả? Mày có nghe người ta nói không? Tao là một người dân thường nè, là cộng đồng mạng hen, là một người công dân, tao mới lên YouTube tao nói hen. Còn cái chị Bí Ẩn á, tại vì người ta quá bức xúc người ta mới lên người ta nói về mày, chứ còn không bao giờ người ta lên YouTube để người ta nói đâu. Tao nói cho mày biết vậy đó, cái lời nói của người ta nói ra cho mày không hiểu, mày thằng nông dân thất học, mày thất học thì cũng vừa vừa thôi, nói ra thì mày cũng phải nhét vô cái đầu mày vài ba câu chứ, tại sao mày không nhét được câu nào hết vậy mày hả? Mày theo mày bưng vô bưng bọ mà năm thằng Tấn hả, để làm cái gì vậy hả? Mày thương ba năm rồi, lấy máy bay rồi hả mày thằng quỷ? Tiểu Tấn thì quen Tấn là mày thì lấy máy bay ba năm hả? Mày làm gì mày thương ba năm dữ vậy? Cười cục gì đâu à, gia đình người ta không đẹo chọc gì hết mà cứ lên mà nói hoài gia đình người ta kỳ vậy. Thằng Vũ nó bức xúc lắm đó, nó bây giờ nó nói mày nghe nó nói những câu nói không, người ta lo người ta đi tìm cái công lý cho em người ta ha, người ta không có rảnh mà ở đó mà để đôi co với mày. Nhưng mà hôm nay mày quá dữ lắm rồi, người ta mới lên người ta nói mày nghe không? Mày thấy vậy sao mày không thương thằng Vũ, mày tội nghiệp thằng Vũ. Thằng Vũ nó nói mày nghe không mày, nó là dân bần nông, dân làm ruộng, bởi nó không có lời ăn tiếng nói, không có lời lẽ ha. Nhưng mà dòng họ người ta chưa bỏ người ta, tao cho mày biết nha, dòng họ người ta chưa bỏ người ta, người ta chưa bao giờ nhận của cộng đồng mạng một đồng nào một cách nào nha mày. Tao nói cho mày biết nha, nông dân đất học không phải như mày, mày đi nhận tiền của thằng Tấn nha. Tới hai tờ giấy số mà thằng Tấn nó cho mày, mày còn nhận mà mày với nhắc chúng á, chứ đừng nói chi tiền mà không lấy mày hả mày, ngồi dưới dạ cầu đó. Tính nó mua vé số, nó cho người hai tờ đó, mấy bay thằng nào không lấy đâu, chỉ tao coi coi hả, hai tờ vé số có 20.000 bạc mà tụi bay còn 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 lấy nhận tiền mà còn nhận hai tờ số của thằng Tính mà huống hồ chi tiền mà tụi bay không nhận hả? Bác Hồ Xanh không đưa ra mà lấy gì tụi bay không nhận hả? Bác đang cùng chúng cháu hành quân mà tụi bay bỏ, tụi bay uổng lắm hả, tụi bay tiếc thằng chết luôn hồi hồi à, tụi bay phải lấy chứ, phải nhận chứ. Hai tờ số 20.000 tụi bay còn lấy mà, tụi bay xè tay tụi bay lấy mà, huống hồ chi mà tiền mà họ đưa cọc 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 làm sao tụi bay không nhận được hả? Ba cái tiền đó tao nói mày nghe nè, cái tiền đó đó mồ hôi nước mắt của em hả, người ta đi hen, trời mưa trời gió nắng nôi mày biết không, người ta đi cực khổ lắm mới được một chuyến hàng, dù cho người ta có lời bao nhiêu 100 200 triệu đi nữa cũng cực khổ người ta mới có, người ta mới nhận được một tiền để chở thuê cho người ta, mày hiểu chưa hả? Ba cái tiền Tuấn cho mày đó, ba cái tiền đó của em Hà không đó nghe, mày ối ra đi nghe, ba tiền đó của em Hà không đó, chứ không phải là tiền của thằng Tuấn đâu. Tao nói cho mày biết nghe, cái két sắt của em Hà là trong đó, là tao nói cho mày biết là phải là 10 tỷ có, tao nói vậy đó nghe. Tại vì nói các anh Quyền không là 3 tỷ rưỡi rồi, một cái anh nữa chuyển là 3 tỷ 80 triệu tiền mà chở thuê là mày thấy hết 6 tỷ 80 triệu rồi ha. Rồi còn tiền của em Hà đi rút ngân hàng xuống nữa chi, nó nói với cậu Bảy là chuyến đó là nó đi rồi về nó sẽ lên bờ ha, mà ai ngờ đâu chuyến đó nhỏ đi chuyến đó rồi nhỏ đi luôn, hai chuyến xong tới chuyến thứ ba đi luôn, một cái hị một cái là nằm ở dưới 12 ngày mới nổi lên hả? Mày không đau lòng hả nông dân hả? Mà mắc đó ông mới cha về cái chuyện gia đình của người ta mà mày cứ xía vô hoài vậy hả? Mày như thế nào? Thằng Vũ nó hỏi mày á, mày có bà con dòng họ gì trong gia đình của thằng Tính không? Mày chỉ là một thằng vô tích, mày đi quay ở trong cái kho cám, kho gạo của gặp cái anh mà kho cám đó đó nghe. Rồi mày tới mày xuống xà lan, lý do gì sao mày qua thằng Tính mà nói tao nghe coi, mày chỉ là thằng vô tích thôi chứ mày không là thằng gì hết nghe. Mà tại sao những cái YouTube khác mà người ta không ghét, người ta không chửi, người ta không nói,
mà tại sao cái mặt của mày, mày tên là nông dân, mày lấy thằng nông dân hả? Thằng nông dân là cái tên nông dân là rất dễ thương, mày hiểu chưa? Mà tại sao người ta cứ chửi mày hoài vậy hả? Mày làm những việc không đúng người ta mới chửi mày, còn mày làm những việc đúng ai chửi mày làm cái gì hả? Mày nông dân hả? Tao nói cho mày biết gì đó, mày không thay đổi tính tình mày, mày cứ vậy hoài hả? Cô Linh lên nói bao nhiêu là mày kiếm chuyện, mày 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 đá lại với cô Linh hết bấy nhiêu hả? Vậy bí ẩn người ta lên, người ta nói ra bao nhiêu mày cũng lên, mày câu mâu mày môi móc ra bấy nhiêu hả? Từ từ đi nghe, mày chấm mắt lên đi, còn không bao nhiêu lâu hết. Mà tại sao, vì lý do gì vậy mày hả? Mà mày cứ lên tiếng gia đình người ta hoài vậy, thằng nông dân. Mày đi thêm tính được bao nhiêu lâu nữa? À, tao nói mày nha, gần tới Tết rồi nè, tháng này tháng 8 rồi, tới tháng 10 có lịch mới, thằng Tính nó mua cho mày vài cuốn, tao nói rồi, nha. Tính nó mua cho mày vài cuốn lịch mới á, mày gỡ cho nó đã, nha, đem về nhà coi rồi gỡ cho đã, nha. Chứ nó có thương yêu gì mày đâu, nó lợi dụng mày á, thằng Tính nó lợi dụng mày á. Mày quay YouTube mày đưa lên, mày nói theo thằng Tính á, bởi vậy mà thằng Tính nó lợi dụng mày á, chứ nó có thương yêu gì mày, hả? Rồi mày nhờ cái là mày ăn của con tiểu tứ á, hen. Mày không có giấu cái gì được hết trơn á. Thằng Lợi Nguyễn á, hen, nó đi hả cho điệp viên của nó hả, đi là tìm hiểu hả, từ bày từ ly từ tí luôn, nó mới biết là con tiểu tứ là em của mày. Mày hiểu chưa mày, nha, mày hiểu chưa? Nông dân thất học, mày làm những gì thằng Lợi Nguyễn nó đều biết hết, nha. Không có giấu được ai, không có giấu được cái gì hết á, nha. Trừ ra mày đừng làm, mày làm là người ta hiểu hết à, người ta biết hết à, nha mày. Tao cũng yêu cầu á, tao như Vũ rồi đó, thằng Vũ thì nó cấm mày, tại vì thằng Vũ làm nó bức xúc về em đó. Còn tao là một công dân ha, một cộng đồng mạng, tao yêu cầu mày từ đài trở lên mày không được quyền nói tới gia đình của em Hà nữa nha. Mày nịnh tính bao nhiêu mày nịnh tao không cần biết ha. Mày nịnh bà năm, mày nịnh bà 10, mày mở đích hai bà đó lên, lên trên đầu mày, đậu trên đầu mày cũng được nữa, tao không cần biết cái chuyện đó ha. Mày bỏ giá tính lên đầu mày, đậu trên đầu mày cũng được nữa, tao cũng không cần biết luôn. Yêu cầu mày không được quyền nói tới em Hà ha. Em Hà chết là khổ sở lắm rồi, 12 ngày ha. Bây giờ còn mấy á, mày đem em mày á ra ngay cái phao vàng á, rồi cái thử rồi coi em bận áo khoác rồi vô đi em hài đó, làm cái hị đi à, xuống dưới này nằm dưới 12 ngày vậy đó. Coi mày sốt ruột không nông dân hả? Mà tao sợ không có 12 ngày nữa nó đi luôn, nó mất luôn nữa. Không tìm được luôn nữa nhân nông dân. Mày là một cái thằng, đúng là mày làm thằng thất học. Bởi Linh nó nói phải, mày làm thằng thất học, cái mày đừng có đặt tới là cái tên nông dân gì ở trên tội á nha mày. Tao có vài lời gửi tới mày đó nha, mày ráng chống mắt lên đi. Còn nữa, chị bí ẩn á lan lên kênh Lệ Nguyễn, nó chuẩn bị đưa lên là tao nghe tao nói cái gì, tao lên tao chửi mày tiếp nha. Nông dân bắt học nha, mày đừng tưởng mày vậy á, mày tự mình mày tưởng mày nịnh tính không ai dám làm gì mày hả? Hả, không ai dám làm gì mày hết hả? Tao thấy cái mặt mày là tao vẫn chửi mày hà, tao có sợ mày đâu. Giờ mày nịnh 100 thằng Tấn tao cũng không sợ nữa. Mày làm theo thằng Tấn là những cái chuyện mà không có gì mà đúng hết đó, tao có sợ ha, tao có sợ gì đâu. Rồi có vài lời gọi tới mày rồi đó nè, nông dân bắt học.